Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin học thuộc phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lúc đó Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp rằng: lúc đó bất khả khuyết, bất khả khuyết, chư Phật ở trên cung trời Đao Lợi đều đến hội họp mà khen ngợi Đức Phật rằng: Đức Phật có thể trong đời ngũ ác hoặc đời ngũ ác. Xưa kia có một vị thánh giả tên là Bà La Môn. Người đó khinh khi ngôi Tam Bảo, có một người con gái tôn trọng Tam Bảo chứng minh. Một hôm khi mẹ nàng mất, biết mẹ đọa vào cảnh địa ngục, liền bán hết ruộng đồng của cải để mà cúng dường cho một chùa nọ. Một chùa nọ thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ngày nào thánh nữ đều đem đồ y phục đến cúng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Một hôm Đức thánh nữ khóc lóc rằng: thưa Đức Phật, không biết mẹ con ở nơi chốn nào. Bỗng ở trên hư không có tiếng gọi rằng: ta biết chỗ thoát sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ liền xỉu và đồng thể đứng dậy rằng: ngài là vị thần thánh phương nào mà xóa dội niềm đau của con? Ở trên hư không lại nói: ta là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà thường con cung bái. Cúng dường xong, ngươi về ngồi vào chỗ niệm niệm danh hiệu ta. Đức Phật liền cúng xong, thánh nữ liền cúng xong về vào chỗ niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Bỗng một ngày một đêm niệm thì ngài xuống ba biển rộng lớn, có nhiều chúng sanh ở dưới địa ngục mà khống khổ. Một quỷ vô độc hỏi rằng: ngài là vị Bồ Tát nào mà ghé cõi đây? Thánh nữ liền nói: tôi vì thương nhớ mẹ tôi mà xuống đây tìm mẹ. Mẹ tôi tên là Bà La Môn, không biết đã xuất sanh vào chốn nào. Vô độc đáp rằng: xin thánh nữ hãy về cho. Bà đã về cõi trời cách đây 3 ngày rồi. Rồi nghe xong về vi diệu Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, con xin hết con nguyện đem công đức này cúng dường cho tất cả 10 phương chư Phật và đồng thời Bồ Tát đều giác ngộ. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Tát.